ASEAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nỗ lực thi đấu tốt ở trận đấu cuối cùng. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, chủ yếu tập thể lực trong khách sạn, đội tuyển Việt Nam mới có buổi tập trên sân Andrian. Sau 2 trận thua trước Nhật Bản và Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaucer đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng toàn đội vẫn tập luyện khá thoải mái trước trận đấu cuối cùng. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thông tấn xã Việt Nam, cầu thủ Quốc Giang Khang chia sẻ, tôi đã để thua trước Indonesia và Việt Nam không thể vào vòng trong. Toàn đội rất buồn nhưng mọi người vẫn chuẩn bị quyết tâm cho trận gặp Iraq để có kết quả không tiêu cực. Toàn đội vẫn họp trước trận chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Iraq sẽ cố gắng phân tích, xem video để tìm ra những điểm yếu của đối thủ và khai thác điểm yếu đó. Iraq là một đội mạnh của châu Á. Việt Nam cũng có một lần đối đầu ở vòng loại World Cup. Đó là một trận đấu khó khăn. Toàn đội sẽ cố gắng có màn trình diễn tốt nhất ở trận đấu cuối cùng này. Về cá nhân Quốc Giang Khang, cầu thủ trẻ này đã có 2 trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup và anh cũng học hỏi được nhiều điều. Quốc Giang Khang bày tỏ sự tự hào khi được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia tại giải đấu tầm cỡ châu lục. Mỗi lần được trao cơ hội thi đấu, cầu thủ này luôn cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình. Trong buổi tập ngày 22 tháng 1, có 3 cầu thủ gặp vấn đề thể lực phải tập riêng là Tuấn Hải, Dân Tùng và Trương Tiến Anh. Ngược với đội tuyển Việt Nam, Iraq đã toàn thắng trong 2 trận đầu tiên và chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Đội bóng này cho thấy sức mạnh vượt trội khi đánh bại cả Nhật Bản. Do vậy, đây chắc chắn là một thử thách khó khăn với Việt Nam. Thất bại trong trận đấu với Indonesia dù rất đáng tiếc, nhưng cần gạt lại cảm xúc đó ở phía sau. Sau ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam còn vòng loại World Cup và xa hơn là giải vô địch Đông Nam Á. Các cầu thủ rất cần một trận đấu khả quan để lấy lại sự tự tin cho những chiến dịch tới.